Các bạn khán giả của Media Sota Bóng Đá Phú Mỹ Thanh thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với Sơn Đá Sport Club Tân Phú ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước mắt chúng ta sẽ là những diễn biến trong cuộc so tài giữa cao thủ MSC và đối thủ của họ sẽ là cao thủ Hiệp Đức. Chúng ta sẽ cùng điểm qua danh sách đăng ký thi đấu của hai đội bóng ở trong trận đấu này. Về phía cao thủ MSC, họ sẽ ra sân với thủ thành màn áo số 1 Nam Tàu, cao thủ màn áo số 2 Nhật Trường, số 3 Chip Su Su. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao mà hai câu lạc bộ có thể đem đến ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rất nguy hiểm, đó là một tình huống xử lý thiếu đi sự an toàn ở phần sân nhà. Một tình huống chuyển cánh chưa có được một pha chuyền bóng quá tốt và Minh Chí là người đã can thiệp. Phản công dành cho MSC, không được. Nhưng với những pha bóng cố định như thế này thì MSC họ vẫn sẽ có được những hy vọng để tìm kiếm được bàn thắng. Rất nguy hiểm, cơ bao. Messi cũng đã rất nhanh để có thể theo kịp. Bóng vẫn còn dành cho Hiệp Đức, không có lỗi đá ngay, không vào. Đó là một quyết định dứt điểm ngay của Chung Kaka. Một cự ly khá xa để cho Chung Kaka có thể tạo nên bất ngờ. Cả hai trung vệ bên phía đội bóng đều đang thi đấu rất tập trung vào lúc này. Hansabi. Vệ siêu, Hansabi, không vào. Bộ đôi tiền vệ Huệ Diêu cùng với Hansabi vẫn đang khiến cho hàng phòng ngự của MSC nhiều lần gặp bất ngờ. Bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Hiệp Đức, một pha xoay sở rất hay của Hansabi. Hansabi không được. Tuấn Luca. Thành Ken. Vẫn còn Minh Chí, tiếp tục là Minh Chí, dứt điểm không được. Đưa bóng vào, rồi vẫn còn dành cho MSC. Cú đá từ xa không vào. Và dứt điểm của Nhật Trường, người cũng mới vừa được tung vào sân bên phía MSC để thay cho hậu vệ trái, đó là Tuyển Carlos. Nghĩa 21, Vương Cà Đòn đã có tình huống bắt bài của Bắc Đậu và cơ hội dành cho Messi. Vẫn còn, dứt điểm không vào. Pha lao xa kịp thời của thủ thành bên phía Hiệp Đức nhưng sóng gió là vẫn chưa trôi qua. Bắc Đậu cơ hội vẫn còn cho Messi. Lấy bóng trên chân của Bắc Đậu thực sự là một sự khó khăn vào lúc này. Nhật Trường. Người thường xuyên tung ra những cú đá từ xa và đó lại là dấu ấn của hậu vệ trái bên phía Messi. Những cú đá với lực rất căng mà Nhật Trường thường xuyên mang lại dành cho khung thành của Hiệp Đức sau khi vào sân để thay cho Tuyển Carlos. Và vừa rồi là một cú đá rất căng mà cầu thủ mang áo số 2 của Messi mang lại. Và xử lý rất bình tĩnh của Bắc Đậu và can thiệp của Tung Obama. Mất bóng rồi, Vương Caron đá từ xa. Người can thiệp là Bắc Đậu. Và pha bóng chưa an toàn, không vào. Tình huống pha bóng của Bắc Đậu nhưng nó vẫn chưa thực sự an toàn dành cho khung thành của Nam Tàu. Cú đá của Hansabi nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Vẫn còn, đây sẽ là cơ hội, không vào. Xuyên chung nửa đã có tình huống đưa bóng về lưới nhà của Bắc Đậu nhưng rất may là Nam Tàu đã có một tình huống can thiệp. Xuyên chung nữa thôi thì bàn thắng đã đến với Hiệp Đức trong một tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Sẽ có quả đá phạt góc cho cao thủ MSC. Lại là một tình huống phản công nhanh. Đưa chuyền vào Hansabi, không được. Nhật Trường, khoảng trống lộ ra Nhật Trường. Liệu có phải là cú đá từ xa hay không? Không vào. Vẫn là những cú sút rất nguy hiểm của Nhật Trường. Ở
Bây giờ thì tiền đạo Đặng Bảo cũng sẽ là cái tên rời sân. Tiếp theo bên sẽ là người thi đấu cao nhất trẻ tấn công của cao thủ MNC ở trong những phút sắp tới, những phút còn lại của hiệp một này. Thành Người mất bóng rồi, đây sẽ ít cơ hội cho MNC. Tài Đức, vẫn là Tài Đức, coi không vào. Không thể tin được là thủ thành của cao thủ Hiệp Đức lại có thể cứu thua ở trong cú đá vừa rồi. Một tình huống mà bàn thắng gần như đã đến dành cho MNC. Minh Trí, bóng vẫn còn dành cho các cầu thủ MNC. Thành Ken rất nhịp nhàng, bắt đầu coi không vào. Cơ hội 10-10 dành cho bắt đầu, nhưng cú đá của anh thì lại đưa xe bóng đi ra ngoài. MNC đang là đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn trong trận đấu này. Bóng vẫn còn dành cho Hiệp Đức. Hân Savi chuyển nhanh, đôi không được. Nam Tào đã có thể âm được xe bóng trong tay. Cơ hội lên bóng dành cho MNC. Quả tạt, đôi không được. Vẫn tiếp tục là phạt góc dành cho MNC. Một điều thường xuyên xuất hiện trong lối đá của họ ở trong trận đấu này. Hiệp Đức tấn công, đường chuyền bóng ai, đôi không vào. Nam Tào vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Vẫn là Văn Phổ đến các lót, quả trống lộ ra, cú đá từ xa. Cuối cùng thì bây giờ bàn thắng cũng đã xuất hiện dành cho MNC. Hàng phòng ngự của cao thủ Hiệp Đức họ đã lộ ra quá nhiều phản trống ở tình huống vừa rồi. Một pha bóng quá bất ngờ và thủ thành của Hiệp Đức không thể có được sự truy cản thành công, và 1-0 cho MNC. Bàn thắng đến muộn dành cho đội bóng này. Bây giờ sẽ là lúc mà trận đấu sẽ diễn ra rất kịch tính. Đây là bắt đầu tinh thần đang đi lên dành cho MNC sau khi họ có được bàn thắng. Đến các loss, coi thả bóng xuống đáy biên, góc sút đã là quá hẹp dành cho cao thủ MNC. Vẫn còn hợp lý, bắt đầu coi và không chế bớt một không tốt của bắt đầu khiến cho Tùng Obama. Vẫn là vị trí của Tùng Obama, một tình huống tá sông hiếu đột, coi chưa sai không vào. Nam Tào đã đoán được hướng sút vừa rồi của cầu thủ mang áo số 15 bên phía Hiệp Đức. Không có bàn thắng gỡ hòa. Tài Đức, Tài Đức luôn là một điểm đến cho rất nhiều những pha bóng cố định dành cho MNC. Coi không vào. Thêm một cú dứt điểm nữa, nhưng thủ thành của cao thủ Hiệp Đức đã kịp thời. Vườn Caron rất hay, cơ hội rất rõ ràng, không vào. Một cái thở phào dành cho MNC khi mà Hiệp Đức họ đã không thể ghi bàn trong một cơ hội 10-10. Bóng vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng MNC. Quá Người vẫn còn, không vào. Đội bóng MNC, một quả đá phạt góc nằm bên phía hàng cánh phải rất nguy hiểm. Và như vậy trận đấu đã kết thúc, chiến thắng nhọc nhằn sát nút dành cho cao thủ MNC tại sân đá Sportlot Tân Phú ở trong buổi tối ngày hôm nay trước đội bóng Hiệp Đức.